nói rằng nè, tôi nghe cái clip của ông ca sưng này cũng không về, hay thấy ghê. Cái clip mà ca đi cha lại đi cha, cái clip mà đứng trước bàn thờ hả? Ừ, hay thấy ghê, cha đi cha lại ông nội hơn. Cái đó đâu phải tôi hát đâu, cái không đó tôi lấy cái tiếng mà Phượng Liên tôi nhép miệng á. Không dám đâu, tôi ghê cũng ghế giờ. Cái clip mà cái bàn thờ của huyện tổ á, cái clip mà ông thấy tôi đội nón mà tôi hát cái bài đó, đó là cái đó là mới tôi hát có luôn nữa, là cái đó là tôi hát. Còn cái clip mà đứng bàn thờ mà đội tóc bạc đó, là cái đó là tôi lấy cái tiếng của Phượng Liên tôi nhép thôi ông nội à. Ông nghe cái tiếng của Phượng Liên còn hơn Thanh Tấn nữa ba. Rồi cái clip mà tôi đội nón á là cái clip đó tôi mới tự hát, con không về nữa. Ừ, là cái clip đó tôi tự hát, tôi biết rồi, là tôi biết cái clip đó đó. Ừ, là ông thấy hai cái clip đội nón hết trơn phải không, nào cũng giống nhau hết trơn. Cái clip đội nón đó là tôi hát đó, còn cái clip kia là bà Phượng Liên hát, tôi chỉ nhép miệng thôi. Sao là điều giải quyết chưa ông nội? Chưa mất, còn hai trăm mấy nữa. 400 trả bao nữa gì còn 200 mấy hả? Còn 200 mấy. Vậy là mấy gà đi tụng, mấy gà đi tụng quyết liệt luôn đó, phải không? Cái mở mã nhiều lắm mà không dám kêu ông. Gán làm để dành em nội ơi. Nói nghe. Rồi cái clip mà ông đội nón đó, 100 ngày với cái clip 100 ngày của Hoàng Phương làm lớn quá em. 100 ngày nó lâu lắm rồi. Ừ mà làm lớn. Hoàng Phương giờ người ta 2 năm 3 năm gì rồi. Đám dỗ chưa? Hồi năm ngoái có đám dỗ quay lần rồi đó. Rồi bây giờ sao? Ghiêu nước uống hay sao? Hay lên hai mướp? Lên hai mướp chút xíu rồi về nó mất công lắm. Vậy chứ không lẽ ở trên hoài rồi ba. Mà tôi nói với ông là không phải 5 giờ, trên 5 giờ. Dữ vậy? Không phải. Tôi nói ông là ông nói tôi 5 giờ chứ không phải 5 giờ đâu. Cỡ 3 giờ mấy, 2 giờ là có người rước nè. Phải không? Không có đâu. Không có rồi, hồi đi với tôi cái ông kêu gì gì. Đã nói tới 5 giờ là không ra có đâu. Là từ đây tới chiều không có. Đâu đó là rẻ 5 giờ đó. Chiều nước uống mà. Chiều nước uống là hỏi đi phải không? Không mấy đi lên mà bà chị Năm chơi. Cái 2 giờ về được không? Chưa có ăn cơm nữa. 2 giờ sao kịp ông ba? Giờ mới có 12 giờ mấy à. Tôi lên chỉnh tôi ở là 3-4 tiếng đồng hồ không. Thôi đi, nếu mà có đám thì kêu nước uống ở đây đi ông nội ơi, tôi với ông uống tâm sự chút được rồi. Sao? Tại ông nè cũng nhớ mà. Nhớ mà 2 giờ đi tụng sao đi được. Chứ ở đây có chuyện gì nói bà. Thì tôi với ông mắng nhiếc nha. Chương trình là bữa nay bắt đầu xả ít rồi nè, vài bữa nữa bắt đầu xả nhiều. Xả gì? Gác bông nè. Mà mấy cái thằng ông để chỗ bàn thờ nó thối hình trơn mà biết sao giờ. Sao người ta không dục là cái đống gác ta đẳng cho người ta hốt ta đem đi chứ không để là gì ai hốt. Ừ mà tiếc bánh nói gì nè, tiếc bánh nói ông có lợi thì ngồi đợi bánh một chút. Chị à? Gặp ông có chuyện gì ra biết không cha? Chuyện gì? Biết. Đã đi chùa một chút có gì giờ. Chuyện gì nữa trời? Tới chuyện nữa, tới tôi chuyện. Cái chuyện gì buồn phiền. Chuyện gì của bà nhờ. Bà cần nói với ông nghe biết không? Ừ. Nghe gì đó. Mấy gà ông ăn làm sao không? Thì cũng cà lết bết vậy đó. Tôi với ông cũng bình thường. Khách thì lai gai, lai gai gì đó. Lai gai gì đâu có dặn hờn gì, tại vì không có điện cho ông gì thôi. Coi clip bà Phương kể về. Rồi Phương, ông thầy nó đi làm gì có ban tịnh độ nào đó chú Tọng. Ừ, thì có cái ban tịnh độ đó, 5-6 người người ta theo tôi tụng tiếp. Tụng cũng hay quá. Bây giờ ông bị tai biến, ông về ngoại, ông nằm ngoại luôn rồi. Bây giờ ông than buồn hoài, giờ ông nói giờ đi tụng quen này, cái bây giờ nghỉ nhà nằm vậy mà. Lên tụng nữa. Đi đâu có được. Đi cà nhắc làm sao đi. Bởi vì tới cái ngày mà bị vậy rồi cái buồn lắm.
không nói với ông nữa. Vấn đề tôi mà tiếc nó làm sao ăn hết chứ. Bị tai biến rồi là đâu có làm ăn gì được nữa. Sao à? Gạo để buồn mất nhất rồi. Sao ông cầm nhang chi mà ông cầm giữa, ông cầm cầm xéo bên đây này. Vì là ai đốt chứ không phải ông đốt phải không? Vì là ông có ông lên bà xuống ra. Gạo ông dặn ngay khúc ông ca đi cha. Khúc ông ca hay thấy mà ghê. Chị què không cứ nghĩ ca. Có chút xíu phải không? Còn hơn anh Tấn chồng. Nghe, tôi nghe tôi còn khen hay gì mà không ai coi chứ. Cái nghiệp dạ, gì mà giống như là hát hay vậy chứ. Không ai xem. Bàn thờ cũng hay đó ba. Thì chỗ bàn thờ là cái tiếng một Phượng Liên sao không hay? Tiếng Liên cất họ tiếng Liên. Tiếng một Phượng Liên. Tiếng của không dám đâu. Thử ông mở ra coi phải không? Cái chỗ mà Tết năm nay chắc nhà mình nhái hả ba? Lắm. Ngõ trước giường sao tiêu đều vắng lặng. Phải không? Phải khúc đó không? Biết đâu khúc nào cũng hay đó, tôi coi biết coi coi nhà mà luôn. Đốt ba nén nhang cắm giữa bàn thờ. Giọng đó đó, bà tiếp bà còn khen không hay. Lời khấn nguyện nghe như lời tâm sự. Ông ơi con của mình Tết nhất mà nó chẳng về thăm. Nhà còn có con gà mà tôi không dám làm thịt cúng ông. Là muốn để nó về vui say ba ngày Tết. Ngày quết bánh phồng đêm thức canh nồi bánh tét. Chờ đợi mối mòn mà nó có mà về đâu nhiên hết trơn à. Hay ác quen. Thì cái đội nón hát đủ hết rồi đó. Cái đội nón là hát hết bài luôn đó. Thì hát chỉ đội nón hát hết bài. Còn cái bài của Quyền có phần nữa à. Hay cái ghê. Rồi bắt đầu tiếp theo nè. Mấy đứa em con đang đùa vui tung tăng ngoài ngõ. Chợt bỗng nghe buồn rưng rưng nước mắt mẹ. Hỏi mẹ ơi sao xuân năm nay con không thấy anh về. Hay quá em. Rồi mà sao ông đăng có hai cái chỗ đó rồi. Để bữa nào hát tiếp con gái của mẹ nữa. Rồi người tình, người tình trên chiến trận nữa. Bây giờ đói bụng có cha có kiếm để cho tụi không ăn. Sao vậy? Làm biến lấy đồ đổ ra trong nhà giờ không còn cái muỗng cái gì chơi cũng hậu luôn. Vậy giờ tôi kêu phê uống ha. Nhà đợi mỗi mò mà nó có về đâu. Thằng ô tôi coi hoài luôn. Ý ra tôi mở cái clip mà mùng 1 bằng 3 Tết đi ra ngoài ruộng đó. Vì là ông phái câu đó phải không? Để tôi chế lại này cho ông nghe nè. Không cho ai chế. Chờ đợi phút tôn mà nó có lời đâu. Dạ. Hoài à. Bữa nay chế trời không? Bữa nay chế. Tôi biết ông chuyện ông luôn buồn tôi đâu có nhá điện ra ông đâu. Tại vì bà ba bả là bả nó để cho mình công chuyện. Sắp tới này nhưng mà đúng tôi rồi. Biết ông cũng xuống à. Tại vì ông nặng nhá điện. Thử âm thử từng lễ hai tuần ông xuống tôi có nhá điện không biết. Tôi cho chu kỳ gì. Dạ bữa nữa nhưng mà đúng là đúng hẹn là công chuyện tới hết luôn. Chuyện gì ba? Què đủ thứ. Ca bà Sơn ơi. Má ồ, má ca đều đó không nghe tới hết luôn. Ly cà phê sữa với một ly trà đường đi. Vậy là có mình bả lắng hả? Rồi rồi. Chút tôi nói này cho ông còn nghe. Bà quanh bà đi cậu vợ cho con mà. Phú hả? Ừ. Cà chê còn nhỏ xíu đâu nữa. Chị Phú còn nhỏ xíu ông nội. 25 cà tuổi. Chê cái tác nó nhỏ xíu à. 25 tuổi là có vợ được rồi. Mà người ta chê người ta nói cũng như
Thôi nói ra cho ba nghe, ba ba đi học con mang tiếng nhiều chuyện nó con vậy. Nó chứ không biết là có gã mà biết đâu bà. Bà vừa nói có vừa tờ gỡ ai biết đâu. Trời ơi con mới là ở đó 25 tuổi ai quốc bồn. Quốc bồn. Nó 25 tuổi à. Mà biết sao tôi không có hỏi. Con để là đánh mua luôn đi ông nội, nó đánh hai bưng hết trơn. Mẹ tết mà đi chùa mẹ, mẹ gỡ mấy gói mì này mẹ treo đúng đẳng. Bữa đó bà Trơn ơi, tôi nói bà nghe vụ này nè, bữa đó bà buồn gì bà ca bài có tình yêu rồi cũng đẹp. Không phải, tôi nghe bài đó hay quá à. Phải, à, bà cắt lên, bỡ đâu lại dạy yêu lầm. Chứ gì, tôi nói đúng thét nữa đừng từ, tôi nói. Tôi nói mà, tôi cười nó muốn chết. Có bà đắng không? Có, không gì làm, nhà không ai bưng nữa. Bà làm gì đắng mà? Thì bán quán cà phê chứ làm gì cũng không. Có ai không? May là có mình bà. Khách thì ị đắng á. Bà bán đắt lắm. Chứ không phải dán tôi quán tôi mà dán tên quán tèo đâu. Trăm ngày của Hoài Phương cho má Hoài Phương uống rượu quá trời luôn. Uống không biết sai với trời. Bà buồn rồi bà uống vô bà khóc, bà ngồi bà khóc rồi uống bà khóc. Sao không chỉnh nha Quốc Còn? Tại nhà có đứa con vậy nó buồn chỉnh gì. Buồn qua uống vô tùy lúc. Có lúc thì uống chỉnh nhanh, có lúc uống chỉnh chậm. Thì có người này người kia. Mà sao ông quay cái cảnh chùa của bên rũ má của thằng Hai Mước. Ừ, sao thấy cái chùa giống Phật chứ chứ nghiệp. Ở sau á có cái cửa trước là nằm ngoài sau á, còn cửa sau là quan đế đó, ông ấy đó. Quan đế là ở sau á, còn cái cửa nó nằm mặt quay về sông á. Tôi không thấy Phật ai chứ. Có bà Quan Âm đứng ở trước á, ở trong có Phật Thích Ca nữa. Có nhiều đó hả? Nhưng mà tượng nhỏ à, tại vì cái đó chùa gia đình mà nó lâu rồi. Cái đó năm hồi năm ông chưa đẻ rồi có cái chùa đó. Rồi có lúc mà ông quay có cái nhỏ gì nó trên liên mà biểu ông Hai Mước, biểu cho tiền ông Hai Mước là em của Hai Mước. Thì bà Hồng xong rồi tới bà Liên. Bà Liên ở đâu tôi không biết bà. Đi Phú Quốc không à, đi Phú Quốc làm không phải đâu có ở đây đâu. Liên hả? Hôm bữa nó về cúng gia binh đó, rồi mới có nó đó. Ừ, có cái clip nào mà ông nói 4 giờ khuya ông lên đường ông đi đâu rồi đó. Có clip đó nữa. 4 giờ khuya tính đi lên coi bà cúng mà đâu có đi đâu cũng quên luôn. Ừ tôi nghe 4 giờ khuya là tính đi lên coi bà cúng á. Dữ hả? Cúng gia bình nó bà cúng ăn đêm á. Tính lên mà ngủ quên luôn, tới 6 giờ sáng mới lên. Ừ rồi có cái clip gì mà ông cướp á. Rồi bà tiếp đường cho điện thoại là clip. Cái đó lâu rồi, hồi xưa rồi. Vậy hả? Rồi bây giờ ông quay từ thiện ở đâu tôi không thấy nữa. Tại anh Hồng nó không có giới thiệu rồi, anh Hồng nó chỉ mình mới đi. Vậy hả? Chứ bây giờ đây vòng vòng đây có ai kiếm mình đâu. Có người ta lại nhà thì mình hỏi hoàn cảnh ông là ông biết ông kiếm thị mà bữa tôi cho tiền cho bệnh viện không? Biết. Sẵn có ông tôi nói cho Mạnh Thường Quân ta nghe luôn nè. Là bây giờ tình hình đó là ổng xin tiền đi trị bệnh ở bên châu Đốc đó. Mà ổng xin lần này nữa lần thứ hai nè. Tôi nói lên sẵn qua ông tôi nói cho quý vị khán giả nghe nó luôn. Có tù chi cha
là ổng mới điện ổng xin nữa, ổng nói chú Toàn ơi coi có ai giúp cho tôi đi qua bên Châu Đốc nằm viện không, chứ bây giờ là ở bên đây người ta chạy người ta kêu mình đi qua bển mà bây giờ không có tiền đi. Rồi tôi mới nói với ổng bây giờ hôm bữa con có đưa cái clip của chú lên nó làm rồi mà không có ai giúp, rồi bây giờ để con quay con đưa lên lần nữa coi có ai giúp không, chứ bây giờ là cái tình trạng là không ai giúp hết trơn á. Thì bây giờ sẵn có ông tôi nói luôn cho Mạnh Thường Quân ta nghe đó, là có ai giúp được ổng thì giúp, là cái anh gì ta tên gì quên rồi, ổng tên gì quên rồi. Dạ mình nói ai có người giúp nè, còn cái nha, bữa đó bà đó xuống ba hỏi tôi bà gì, không có ông gì đâu nhắm gì trên bà đe bà gì đó, bà đe hả? Ừ ông đe nói, hả? Ừ tôi nói đâu có ai giúp đâu, hôm nay bà hỏi tôi xuống không, tôi nói tôi đâu quá. Tôi không dám làm phiền ổng cái gì, không chịu mua buôn lắm. Ông không trả lời lại với người ta gì có nè. Cái cầu khóc tôi nói gì nè, tôi nói là tại vì không ai giúp hết trơn á. Ờ chứ có là đem lên liền à, không tò nó có để ngày nào vậy nào hết trơn á. Bà nói giờ nè, nó mà khổ chết. Là má là vợ ông đe hả? À? Ừ. Khổ mà bây giờ không ai giúp thì mình quay lên gọi bộ. Rồi cái ông chú ruột gì của bà đó, còn đuổi bà đi với vợ đó. Nhà đó của bà mà sao đuổi? À biết cái vụ gì nữa, bà nói tôi không thèm nghe ông ơi, chán. Bây giờ tôi nói ông nghe nè, tôi có nói gì nói không ai giúp cho vậy đi, bà đứng đây nè. Thì bây giờ ông cứ nói với người ta là đoạn nó quay lên, nếu mà có người giúp là đem lên liền nè. Rồi hỏi hỏi đâu. Rồi còn Ngừ nữa là đặc biệt nữa. À. Cái bà Hồng ở đâu vú vậy đó. À. Bà cũng ghé hỏi, rồi tôi cũng trả lời. Bà Hồng nào? Bà Hồng rồi mà kỳ đó ông à, cái bà Hồng mà bị cháy tùm lum mình đó hả? Ừ. Rồi bà hỏi gì? Bà hỏi có ai giúp không? Rồi thêm nạn xã hội tàn khốc nữa. Biết ai không? Thằng cha luôn. Kiếm ông nữa. Tôi nói gì nè, sao lên kiếm bút Toàn kiếm con hoài ba. Gì không thoái ông rồi. Thấy đâu, ông nói gì nè, bút Toàn á, ông nói gì nè. Ông mà tại ông không đặt lòng với ông ra luôn. Nói chuyện tự xe không đang mà cho đó. Bây giờ tôi ghét lắm luôn. Rồi tôi trả lời qua lơ à. Tôi nói dụ giúp bây giờ không ai giúp đâu ba ô ba. Thì ông cứ trả lời với người ta đi. Ông nói có là tổ đem lỡ liền à. Tôi nghiệp bà Hồng, bà không nói nặng mình nha. Ông nói đi, ông nói nè thằng Toàn là nếu mà có ai cho người đó gọi là ban đêm nó cũng đem đi nữa, chứ đừng nói ban ngày. Ông nói gì là mình nghĩ kiếm à. Bà Hồng bà nói với tôi này thằng Toàn, bà nói chắc bà không sống nổi á. Tại vì mấy gì đó một hồn hồn bà đó nói gì không ông, tôi nói ông nghe có ai cho ông cho cái gì tôi thuận việc của bà đó đứng đây mấy cái đợt rồi á mình cho quà mình quên bà đó. Ừ bà kế cái nhà bà Sida đó thì có. Ừ bà hỏi mình có ai mà bà ưa đi làm cho người ta không có nhà, mình có ghé kiếm cũng không có gặp đâu. Quên tôi đi đám ma cái người thân thiện với ông với tôi nè à. Là cái vợ của ông mù chết rồi. Vợ có ông mù tôi cho tiền hả? Ừ. Chết thằng nào? Thằng nào có đi. Vậy lâu rồi hả? Người ta hỏi tôi đó. Tôi nói Quốc Toàn hay nói thôi. Tôi không dám làm phiền ổng cái gì. Làm chuyện đi không hả? Phải như mình nói gì đi. Ủa sao thằng cháu ổng không cho tôi hay trời? Thằng cháu ổng ai? Cái thằng quỷ mà mở cửa mã mà ông nhìn nó cười hoài đó trời. Ông nhớ không? Đẹp trai hả? Ừ. Nó có gì ở đâu mà cho hay? Nó làm ở trên chợ nè. Nó nhắn tin nói chuyện với tôi hoài chứ gì mà sao nó không cho tôi hay? À, sao lắm mà không có mặt cái gì cho người ba. Vì chắc tại nó không xuống với cái bà đó đâu phải bên nó đâu. Ổng mới là bên nó. Bà đó là giống như dâu. À, nghĩa là ông ấy mới bên đó hả? Ông Thông mới bên nó. Cái nhà bên ông Thông. Thông nào ông đâu? Cái bà trong nhà má ông Thông là nó kêu bà ngoại đó. Ông Thông nó kêu bằng cậu đó. Tôi gặp bà này cũng nói chuyện không đâu. Bà ông biết ai không? Cái bà ông xách xe đạp thì kiếm ông ngoài đó. Biết rồi. Vì quý vị khán giả ơi, là cái vợ của chú Thông mà bị hiếm thị hai vợ chồng nữa là bả chết rồi đó quý vị ơi. Thầy Thịnh có mới đi tụng đám ma đó. Thầy có mở cái ma không? Có. Người ta biểu cũng nói không đó. Nhiều không kêu luôn. Dạ. Bị vợ không có chịu quay nữa, tôi dám làm chuyện đâu. Ông Thông cái đó quen. Ông gài 10 chuyện mà cứ mã tôi nói kêu. Ông Thông quen mà đâu có sao. Bởi vì tức á. Ông Thông đó, ông đâu có nói gì mình đâu. Ông Thông quay là thoải mái luôn. Chứ ông mù mù mắt. Biết rồi. Ổng thì mình cho tiền mình quen với ổng thì dễ biết rồi là biết cái quan tài để đâu. Để hôm nay mình ở nhà mấy chuyện chơi. Để trước nhà má ba nó.